Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Con Đường Thời Gian ạ. Và hôm nay thì em quay trở lại với bài kiện của anh Trạng, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô mai siêu bung bình lợi ghép phơm cao tàn lớn cô chú anh chị ha. Mong quý cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho anh Trạng, ủng hộ kênh ạ. Em xin phép clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Dạ, em xin chào anh Trạng ơi. Chào Phương ơi, chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Rồi hôm nay về cái lô mai siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn đó. À, với Thọ Hương. Rồi rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ nha. Rồi mã số này là mã số 51, cây giảo siêu bông Bình Lợi. Ghép phơm mai tàn nha cô chú anh chị. Cái này về lấy bo giữ trời lắm nha anh chị. Cái này nó đang đi cơ đột, nhìn mê lắm luôn á cô chú anh chị. Này dữ lắm cái dàn bo ha anh chị, cái này không biết lấy. Mỗi nách lá luôn nha cô chú. 200 bo nha. Bình thường luôn nha cái cây này ha anh chị. 200 bo không hết nổi đâu. Cái chọt ghép nó cũng chảng chảng mà cô chú. Này có bông nè, mới rụng rồi. À, mình ghép nó tốt hơn tới miệng chậu luôn rồi cô chú anh chị ha. À, giờ lấy bo là ghép được nguyên một trường luôn á cô chú. Hoành 22. Dạ. Cao 112. Ngang 110. Rồi cây này nằm chậu chậu 7 hay 8 đây, chậu 7 hay 6 này, 6. Chậu 60 lọt lòng. Rồi mã số 51 cây siêu bông lại xin Zalo với cô chú anh chị mình 4.200.000 chị. Dạ 4.200. Này về lấy bo đã đời luôn. Mấy cái bo ghép này nó mập mập quá trơn rồi cô chú anh chị. Toàn dạ. Mã số 52 là cây siêu bông Bình Lợi. Cái này cây đầu dòng nha anh chị ơi. Cái này Bình Lợi đầu dòng của em nha. Chị xem bao ghép nè. Cái này là lúc là cây nái đầu tiên về em về ha anh chị. Bao ghép là gì đó. Bao ghép là bị chảng chảng luôn cô chú anh chị. Nó đang đi cơ đột mới đó nha cô chú anh chị ha. Cây này nói chung là nói như là cái cây giữ vườn luôn nè chị ơi. Giờ em có cây xí đất này ha, chia sẻ là anh chị nào đam mê chơi này ha. Cây này thì bông này khỏi nói anh chị ơi. Cây này đang đâm cơi anh chị, đang ra cơi nè. Rồi cây này hoành là được 27 hoành. Dạ. Chiều cao là được 118. Ngang 124. Rồi, mã số 52 cây siêu bông lại được xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 5 triệu. Dạ 5 triệu nha cô chú anh chị, bo nó già bo mập hết trơn rồi cô chú anh chị ha. Mình thả đất mình trồng ghép nó liền thành cây ghim luôn á cô chú. Bo ghép cái nhựa sắp liền luôn rồi. Mã số 53. Rồi cây siêu bông Bình Lợi luôn chị ơi. Dán lông rất lượn luôn ha cô chú anh chị. Để hình thú luôn ha. Nằm dài luôn nha anh chị. Đường thân thì lắc lượn khéo cây nha cô chú anh chị ha. Chiều dài của con thú là được 21. Hoành 19 hoành. Chiều cao 75. Tán ngang 72. Rồi 1.300.000, mã số 53, siêu bông Bình Lợi. Dáng thú. Mã số 54 là một cây cúc Thọ Hương dáng bay. Ghép phôi mai vườn rất lớn nha cô chú anh chị. 13. Rồi, cô chú thế nào thế à? One
30. Dạ. Chiều cao 50, ngang 75, chiều dài tàn bay 106. Rồi thọ hương mã số 54, xin giao lưu là 1.400.000 anh chị ơi. Khúc thọ hương dán bay. Hãy già mùa luôn nha cô chú anh chị. 15 khúc thọ hương. Cái này đang ra lá non quá khứ nè chị. Cây già mùa nha anh chị. Cái phôi không có làm da me hết trơn mà. Hoành 27. Chiều cao 91, ngang 86. Rồi 55 cây cục thọ hương này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.100.000. 56 thọ hương già mùa luôn chị ơi. Cúc thọ hương già mùa luôn nha. Mấy cái cúc chi ghép nó cỡ bằng ngón út bự hơn nè cô chú anh chị ha. Đế cũng khá đế nha cô chú anh chị. Hoành 28, hoành chiều cao 98, ngang 100. Rồi 1.200.000 luôn chị ơi. Mã số 56 cúc thọ hương già mùa. 17 rồi là một cây giảo siêu bông Sài Gòn đế, một cục đế luôn. Quá khứ nội để đẹp nha anh chị. Cây này bonsai anh chị ơi, hết ý luôn nha. Cây ghép được một mùa anh chị. Siêu bông Sài Gòn nha. Cái này về cô chú anh chị mình sẽ thấy mặt bông ha, có nụ rồi. 58. Đế đẹp nha chị ơi, đế hơi bị đẹp luôn đó nha. Rồi hoành là 18. Chiều cao 70, ngang 81. Rồi mã số 57 cây siêu bông Sài Gòn này xin giao luôn là 1.400.000 anh chị ơi. Mấy cái chậu ghép này nó kéo nhựa nó muốn liền hết trơn ha cô chú. Dạ rồi. Rồi mã số 58 cây siêu bông Sài Gòn đế thú. Giảo siêu bông Sài Gòn dán thú nha anh chị. Hoành 15, chiều dài con thú 19, chiều cao 80, tàn ngang 86. 1.200.000 chị ơi. Mã số 58 giảo siêu bông Sài Gòn. Rồi đổi cây bạn ơi. 9 là một cây giảo cánh tròn. Cái này ghép được một mùa. Cái này lá xanh đậm luôn nha anh chị, đậm đen luôn nha. Bông nó thì từ 7 tới 12 cánh nha anh chị. Giảo cánh tròn cảm ơn ha. Bo ghép giả cho nha anh chị. Đó, lá xanh đậm nha. Hàng này về của chú chị mình đi phân được anh chị. Hoành 19, chiều cao 85, tàn ngang 82. 59 xin giao lưu là 1.400.000 anh chị ơi. Mã số 60. Rồi một cây giảo siêu bông Sài Gòn dán trực tàn thông. Cây này một cốt anh chị. Tay cành tứ diện luôn. Siêu bông Sài Gòn ghép vô mây tàn hết cô chú anh chị. Rồi rồi hoành là được 19, chiều cao là được 93, tàn ngang là được 78. Rồi mã số 60 cây siêu bông Sài Gòn này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000 anh chị ơi. Dạ. Mã số 61 siêu bông Sài Gòn luôn chị ơi. Cái này trên cặp với cây số 60 đi chị. Đang đi thêm cơ đạo cô chú anh chị. Cái cốt ghép mà nó bự bự hết trơn rồi cô chú anh chị ha. Cái này cô chú anh chị mình về mình mua về mình lấy giống nào hoặc là mình dưỡng mình chơi tết cũng ok anh chị. 19 hoành, chiều cao 98, tàn ngang 76. Rồi 1.200.000 gì ơi, mã số 61. Dạ, 62. Mã số 62 là một cây siêu bông bình lợi. Em cây đọt nó dài một thuộc được luôn hết. Hàng này gì anh chị mình bấm bo được anh chị, già bo hết trơn rồi nè. Cái này bữa giờ mà không có đi phân nha, đi phân là nó giọt nữa rồi đó. Này về anh chị mình bấm đôn là tự đâu tự ổng ra nó đẻ nhánh lên đó. Dạ thân quái, đế cũ không nha cô chú.
Cái củ đặc này là được 25, vành 18, chiều cao 82, tàn ngang 83. Siêu mong mình lại mở số 62, xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,3 triệu anh chị ơi. Bao ship tặng chậu. Mở số 63. Rồi siêu mong Sài Gòn anh chị ơi. Phương ơi, sợ quá bé Phương ơi. Ở cái này Sài Gòn để thú anh chị ơi. Ờ đi cơ độc. Bút ruột luôn rồi cô chú anh chị. Lá nào. Hết trời. Thú lết luôn nha cô chú anh chị. Cây này đang ra thêm cơ lá anh chị ơi. Đang đọc non quá trời nè. Này chiều dài của con thú là được 19, hoành thân là được 15, chiều cao là 65, ngang 69. Rồi mã số 63 xin giao lưu là 1 triệu anh chị ơi. Giả sư Sài Gòn đấy thú. Mã số 64. Rồi cây siêu bông Sài Gòn lá lớn. Thơm cao thân rắc luôn ha cô chú anh chị. Cây này đế nó lết nằm dài luôn ha anh chị. Gác đầu lưỡi chậu nữa ha. Kiểu cọ không dữ dằn không? Cái này cái chậu ghép bự rồi nha cô chú anh chị nha. Bự bằng ngón chảo không thấy nha ha. Rồi hoành là được 24 hoành. Chiều cao là được 1 m. Ngang 72. Rồi siêu mong Sài Gòn mã số 64 xin giao lưu là 1,100,000. Mã số 65. Rồi giảo siêu mong Sài Gòn luôn chị ơi. Cái này đế nguyên một bể đế nằm cứng chậu luôn nha chị. 24 giờ luôn nha. Cái này hàng thả tàn chị đi lấy bo nha. Tại vì chị mình không lấy bo mình bấm vô anh chị. Bấm vô tới dây nè nha. Quanh 21. Dạ nó cắn. Cắn hả? Cắn làm lại. 18 quanh. Chiều cao 75. Tàn ngang 97. Cắn gì 3 phần 3 sen luôn. Rồi mã số 65. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,100,000 chị ơi. Dạ. Rồi mã số 66 khúc thọ hương già mùa. Cây này đang ra cây lá non này anh chị ơi. Hàng già mùa ghép với phôi bán hàng dán trực luôn cô chú anh chị nha. Trước dưới là phôi bán giường nha cô chú anh chị. Cây này hoành nó được 29, 28 hoành. 28 hơn tính 28 thôi. Dạ. Chiều cao là 90. Tàn ngang 1 m. Rồi 1,200,000 anh chị ơi, mã số 66. Phôi bán già mùa nha cô chú anh chị mà tàn đều hết trơn luôn ha. Cây phôi mai vườn luôn anh chị ơi. Mấy cái chậu ghép là bự bự hết trơn nha cô chú anh chị. Cây già mùa gốc mai vườn giá rẻ luôn. 67. Mã số 67. Cúc thọ hương già mùa anh chị ơi. Cái này nó lùng lực nha cô chú anh chị. Chọc ghép thì phải bằng ngón cần bằng ngón chỏ của em luôn rồi ha. Cây này có gọng chữ C luôn nha quý cô chú. Đế đẹp tàn đẹp anh chị, cái này đế nôm lên cao anh chị. Mình lực không ha. Quanh 28. Chiều cao 80. Ngang 82. 67 cây cúc thọ hương này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,100,000. Dạ. Mã số. Mã số 68. Rồi 68 cây siêu bông Sài Gòn. Giảo siêu bông Sài Gòn như vậy. Tàn thông luôn cô chú vậy ha. Mấy cái này 5 triệu nó lá quá trời luôn ha cô chú. Cái chọc ghế của nó cỡ bự hơn cái đứa thuốc của mình luôn ha. Cái này nó ra thêm cơ nó là kính tàn anh chị. Già cơ nó là kính tàn ấm tàn. Hai mươi hoành. Chiều cao 86, tàn ngang 75. Rồi 68 cây siêu bông Sài Gòn xin giao lưu là 1,2 triệu anh chị ơi. Ăn đúng cái gì đó. 69 siêu bông Sài Gòn. Cái này cũng ghép phôi mai tàn nữa cô chú anh chị nha. Tàn đều hết trơn, không có bị lép bên nào luôn cô chú. Đang đi cơ độc mới luôn ạ.
coi ghép đang ghép nhựa mạnh luôn coi chú anh chị ha. Rồi quanh 18. Chiều cao 86. Tạ ngang 70. Rồi 69 xin giao lưu là 1 triệu anh Dê. Dạ. 10. Rồi siêu bông Sài Gòn luôn chị ơi. Cái này lùng lực nha anh chị. Tàn kính nha. Siêu bông Sài Gòn. Tàn đi tới Tết nó ra 2-3 cơ đọt nữa là tàn dày mịt nha cô chú anh chị. Cái này hoành là được 18. Dạ. Chiều cao 86. Tàn ngang 86 luôn. Mã số 70 cây siêu bông Sài Gòn này xin giao lưu là 1 triệu 2. Dạ 1 triệu 2 đều tàn hết trơn rồi nha cô chú, mình chọc kép bự bự luôn á. Mã số 71. Rồi siêu bông Sài Gòn luôn chị ơi. Tàn lắm tàn. Mấy cái nách lá là đang đâm chèo mới luôn nha cô chú anh chị. Cây này đi nhựa mạnh cực kỳ luôn nha anh chị. Kéo nhựa phi phi phi. Chỗ này nó muốn liền luôn rồi nha cô chú anh chị. Cái này hoành là 19 hoành. Dạ. Chiều cao là được 80. Tàn ngang 83. Rồi 1 triệu 2 luôn chị ơi. Mã số 71. Mã số 72. Rồi siêu bông Sài Gòn luôn chị ơi. Cái này nó búng chèo nách lá, mỗi nách lá luôn á cô chú. Vậy mình có bóp xanh tép một bông luôn ha. Rồi ghép cái tàn dày mịt luôn á cô chú anh chị, thóc thân thách chủng luôn à. Nở củ đế luôn á cô chú anh chị. Này hoành lớn nha anh chị. 26 hoành ha. Chiều cao 90. Tàn ngang 83. Rồi siêu bông Sài Gòn mã số 72 xin giao lưu với cô chú chị mình 1.400.000 anh chị ơi. Dạ siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 72 là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị theo dõi clip ha. Rất mong cô chú anh chị nào sau ủng hộ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại. Dạ.